cơn bão Bofa đã đi qua, để lại một khung cảnh hoang tàn cùng những tiếng than khóc bao trùm lên hòn đảo Mindanao, miền nam Philippines. Người dân tại đây đang trải qua những nỗi đau quá lớn. Chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày, nhiều người đã mất toàn bộ tài sản, nhà cửa và cả những người thân yêu nhất. Tôi ôm lấy 2 con khi một cây to bất ngờ đổ vào nhà. Chúng tôi đã bị mắc kẹt dưới gốc cây và tôi nghe thấy con mình khóc gọi mẹ ơi. Tay tôi trượt khỏi chúng. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy con mình. Nhiều người sống sót vẫn đang dốc sức đào bới trong các đống đổ nát, tìm kiếm người thân hay cố nhận mặt người thân trong số những thi thể đầy bùn đất được xếp thành hàng dài. Theo số liệu thống kê đến ngày hôm nay, siêu bão Bofa đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người, làm khoảng 380 người bị thương và hơn 250.000 người mất nhà cửa. Quân đội Philippines cho hay hiện có hơn 400 người vẫn đang mất tích và khoảng 179.000 người đang nương náu tại các trường học và các điểm tránh bão khác. Đội cứu trợ và các tình nguyện viên đang phải làm việc suốt ngày đêm. Tuy nhiên, nhiệm vụ tìm kiếm người sống sót và chôn cất những người thiệt mạng dường như vẫn còn rất nặng nề. Còn số người thiệt mạng và mất tích được thống kê có thể vẫn còn cao hơn nữa. Cơn bão Bofa ập tới đảo Mindanao, nơi mà cách đây gần một năm, cơn bão Washi đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người và khiến hơn 60.000 người mất nhà cửa. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ vào miền Trung và miền Bắc Philippines. Thế nhưng hiếm khi bão tàn phá vùng Mindanao, đây chính là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến những thiệt hại to lớn của Philippines. Do tác động của quá trình biến đổi khí hậu, nên trong thời gian qua, diễn biến thời tiết tại nhiều khu vực của Philippines trở nên phức tạp hơn và không tuân theo quy luật. Lũ lụt bất ngờ kéo đến những khu vực chưa từng bị lũ trước đó, nên ngay cả những người đã đi lánh nạn cũng vẫn gặp nạn. Tại Cospot de la Valley, địa phương có nhiều thương vong nhất trên cả nước, với số người thiệt mạng tính đến nay đã lên đến 160 người. Nước lũ và bùn đã quét qua các trường học, hội trường và trung tâm y tế, nơi nhiều người dân đang tập trung trú ẩn, khiến họ không kịp trở tay. Họ đã đến các khu vực được cho là an toàn để trú ẩn như hội trường thôn và trung tâm y tế. Nhưng chúng tôi lại không biết rằng nước lũ kéo đến từ khu vực đất nông nghiệp ở ngay gần đó. Chúng tôi không thể ứng phó kịp thời. Nguyên nhân thứ hai khiến con số thương vong bị đẩy cao là tâm lý chủ quan của chính những người dân trong vùng. Trong cơn bão Washi năm 2011, hầu hết các nạn nhân đều đang ngủ khi nước lũ từ trên các ngọn núi đổ xuống. Sau khi bão Washi gây ra, nhiều trận mưa kéo dài 12 giờ liền. Các quan chức chính phủ cho biết, cảnh báo về bão Washi đã được đưa ra trước đó 4 ngày, nhưng người dân tại khu vực này tỏ ra chủ quan vì họ không quen với các cơn bão vốn thường xảy ra ở phía bắc quần đảo Philippines. Tuy nhiên, dường như thảm cảnh này vẫn chưa đủ để người dân Philippines rút ra bài học và hậu quả là những thiệt hại lớn trong cơn bão Bofa. Theo hãng tin AP, người dân tại tỉnh Cospot de la Valley đã phớt lờ cảnh báo của nhà chức trách về bão Bofa, bất chấp khoảng 80% địa phương này có nguy cơ đối mặt với lũ lụt do sự kết hợp của một loạt yếu tố như địa hình rừng núi và nạn chặt phá rừng trái phép. Chúng tôi không nghĩ rằng gió lại thổi mạnh như vậy, nước lũ ập đến ngay sau lưng. Chúng tôi không thể tưởng tượng lũ sẽ ập đến theo cách đó nên đã không đi sơ tán. Trong khi đó tại Puerto Princesa, thủ phủ tỉnh Palawan, một ngày trước khi cơn bão ập đến, không khí đón Giáng sinh vẫn không hề trùng xuống, cho dù cảnh báo bão của phòng khí tượng địa phương được đặt ở mức báo động cao nhất. Tôi có nghe qua thông tin trên TV, song tôi không biết bão có đổ bộ vào hay không, tôi không rõ lắm nên cứ chờ đợi. Bão Bofa đã đổ bộ vào thị trấn Rosa của Palawan nằm cách đó không xa, với sức gió lên đến 130 km/h. Song chỉ 600 người trong tổng số 60.000 cư dân sinh sống ở khu vực này tuân theo lệnh di tản của chính quyền. Bàn về nguyên nhân của những thiệt hại lớn sau cơn bão, Bộ trưởng Môi trường Philippines Ramon Page nhận định đây không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là vấn đề đói nghèo. Và nếu được thì chính phủ Philippines nên đưa người dân ra khỏi những vùng bị thiên tai đe dọa và giúp họ những phương cách sinh nhai khác. Tuy nhiên, khi chính phủ chưa thực hiện được các biện pháp di dời, thì người dân cần có ý thức chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Bofa là cơn bão thứ 16 đổ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão tồi tệ nhất 12 tháng qua ở nước này. Tại Doha,
thủ đô Qatar, nơi đang diễn ra hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, trưởng đoàn đại biểu Philippines Naderep Yepsano đã bày tỏ sự thất vọng trước những mất mát lớn của Philippines sau cơn bão, đồng thời lên tiếng cảnh báo những siêu bão như Sandy hay Bopha là những bằng chứng rõ ràng cho thấy hiện tượng biến đổi khí hậu đang thật sự diễn ra. Tôi không tưởng tượng được mọi chuyện lại đáng buồn như vậy. Những nước đang phát triển như Philippines đang phải đối mặt với những tác động lớn của biến đổi khí hậu. Đây là một thực tế mà chúng ta cần phải giải quyết. Và tại đây, chúng ta vẫn chưa thể đạt được một sự thống nhất chung. Thời gian qua, các nhà khoa học trên thế giới đã đồng loạt cảnh báo số lượng các cơn bão có giảm nhẹ cùng với sự ấm lên của trái đất. Tuy nhiên, cùng lúc đó, số lượng các cơn bão có sức tàn phá dữ dội lại tăng lên. Chính tình trạng trái đất ấm dần lên đã tiếp thêm sức mạnh cho các cơn bão. Đông Nam Á là khu vực dễ bị bão nhất. Những cơn bão ở đây dễ hình thành vì Thái Bình Dương là khu vực đại dương rộng lớn. Bởi vậy, các cơn bão có thể trở nên mạnh hơn và kéo dài hơn do vùng có độ ẩm cao mà không gặp sự cản trở của lục địa, làm giảm sức mạnh của bão. Nhiệt độ bề mặt ở Thái Bình Dương cũng ấm hơn, có thể lên tới 30 độ C. Bên cạnh đó, báo cáo rủi ro khí hậu toàn cầu do Tổ chức Môi trường Đức German Watch thực hiện mới đây nhằm xác định những quốc gia bị ảnh hưởng dựa trên các sự kiện liên quan đến thời tiết như bão, lũ lụt và các đợt nắng nóng cũng cho thấy Philippines đứng thứ 5 trong hơn 100 quốc gia được nghiên cứu về mức độ dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu trong năm 2011. Cũng theo báo cáo rủi ro khí hậu toàn cầu, Honduras, Myanmar và Nicaragua là những nước chịu ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất trong khoảng thời gian 20 năm. Tiếp theo là Bangladesh, Haiti và Việt Nam. Báo cáo rủi ro khí hậu toàn cầu ước tính rằng, trong giai đoạn năm 1992 đến năm 2011, gần 15.000 sự kiện thời tiết khắc nghiệt đã cướp đi sinh mạng của hơn 530.000 người trên toàn cầu và gây thiệt hại khoảng 2.500 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, các quốc gia kém phát triển thường bị ảnh hưởng nhiều hơn các quốc gia phát triển. Và chỉ số rủi ro khí hậu cũng là một tín hiệu cảnh báo cho thấy tình trạng dễ bị tổn thương từ tác động của biến đổi khí hậu có thể gia tăng ở những khu vực nơi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hoặc khốc liệt hơn. Thiệt hại lớn trong cơn bão Bopha những ngày vừa qua chính là bài học đắt giá, cảnh báo Philippines cũng như các nước trong khu vực về tác động ngày càng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu. Đã đến lúc chúng ta cần chung tay hành động để làm chậm quá trình này, nếu không thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho con người trong tương lai sẽ còn nặng nề hơn.